Đối giống như đoàn khách hàng ở VTV, sau đây là một số tin đáng chú ý trong ngày. Máy bay quân sự Mỹ bay do thám trên quần đảo Trường Sa bị Trung Quốc cảnh cáo. Tỷ phú California ngưng đòi chia tiểu bang này ra làm ba. Và có thêm hàng chục ngôi sao Donald Trump trên đại lộ danh vọng ở Hollywood. Thưa quý vị, sáng ngày hôm nay phóng viên CNN được đi tháp tùng chiếc máy bay do thám hiện đại của Hải quân Hoa Kỳ, đó là PSA Poseidon, bay trên bầu trời quần đảo Trường Sa trong Biển Đông. Loại máy bay này rất hiện đại, do thám nhìn được hết tất cả những thứ mặt đất mà thậm chí nhìn được thấy tàu ngầm ở dưới luôn. Và khi bay qua quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa thưa quý vị, trên độ cao là 16.500 phút, thì họ thấy những cái gì? Đây là theo báo cáo của CNN cho biết. Trong những cái, trên những cái gọi là đảo nhân tạo này, thì họ thấy có những cái gọi là đồn lính, có những tòa nhà cao 5 tầng, có hệ thống radar rất lớn, có cả nhà máy phát điện, có cả đường băng, đủ cho máy bay lớn đáp xuống. Đó là theo mô tả của phóng viên CNN đi trên máy bay này và được các binh sĩ Mỹ cho biết. Trong lúc họ bay qua thì phía bên dưới Trung Quốc phát lên cái loa này. Đi ra khỏi ngay lập tức, leave immediately, tránh ra và tránh tất cả những gì hiểu lầm. Nguyên văn là nói, leave immediately and keep out to avoid any misunderstanding. Các binh sĩ Mỹ trả lời lại rằng, no, chúng tôi có quyền đi trong đây. Đây là vùng hải phận quốc tế, bầu trời quốc tế, chúng tôi có hoàn toàn quyền, có quyền đi trong đây. Đáp lại như thế mà vẫn tiếp tục bay. Thì họ bay qua các đảo nào? 4 cái đảo tất cả, đảo nhân tạo, đảo Subi này, đảo Fairy Cross này, Johnson Reef này và Midship. Thì họ nói rằng là riêng ở cái đảo Subi không đó, máy bay thấy là có tới 86 chiếc tàu của Trung Quốc nằm ở đó. Trong đó cả những tàu của tuần duyên luôn. Rồi cái là neo ở trong cái cao rất là lớn. Còn ở đảo Fairy Cross, tức là chữ thập, đá chữ thập đó, họ thấy có những hangar lớn để máy bay. Hangar là cái nhà chứa máy bay. Thì chúng ta cũng biết là trong thời gian qua, Trung Quốc tuyên bố chủ quyền gần 90% Biển Đông và Mỹ thì hoàn toàn phản đối chuyện này. Nhưng Mỹ lâu lâu chỉ cho máy bay bay ở trên hay là cho tàu đi vô gần vùng 12 hải lý, gọi là khẳng định quyền đi lại quốc tế, quyền hàng hải quốc tế, chứ không làm gì cả. Và Trung Quốc cứ từ chúng tôi xây riết lên, bây giờ tôi sắp tới là tôi sẽ có một cái gọi là căn cứ lớn ở trên Trường Sa. Trở lại California, thưa quý vị, tỷ phú Tim Draper, ông này bỏ ra 1.700.000 đô la, thu thập đủ chữ ký và định vào tháng 11 tới đây ở California sẽ có trưng cầu dân ý. Nếu được đồng ý sẽ tách California ra làm 3 tiểu bang. Tuy nhiên, hồi tháng 6 vừa rồi, tháng 7, xin lỗi quý vị, một tòa án ở California ra phán quyết, no. Cái này không phải là điều chỉnh hiến pháp. Điều chỉnh hiến pháp thì đưa ra cho dân quyết định được. Đây là sửa đổi hiến pháp, tức là khi mà thay đổi hiến pháp, nó thay đổi cái gì đó lớn lao tiểu bang thì cái đó phải do quốc hội quyết định chứ không phải do người dân quyết định. Thế là ông này tốn 1.700.000 làm xong, bây giờ quăng sạch rác. Tháng 11 này cử tri California không làm gì được cả. Thì ông, nhưng mà tòa nói ông có quyền, ông kháng án, có quyền khiếu nại, nhưng ông bảo thôi, tôi chả khiếu nại nữa, coi như là xong. Mà đây không phải lần đầu tiên ông rapper muốn chia cái tiểu bang này ra. Hồi trước ông đã làm một lần, ông đòi chia làm 6 miếng cũng bị thất bại luôn. Kỳ đòi chia làm 3 miếng cũng thất bại luôn. Đó, ông này ông bảo là phải chia làm ba vậy chứ, bởi California lớn quá mà chia ra, bởi vì ba sắc dân, ba cái vùng dân cư khác nhau ở chung vậy không được. Nhưng mà thật sự quý vị, nếu mà California có thông qua nữa cũng phải được quốc hội liên bang quyết định, chứ còn không là không có giá trị, bởi vì chia tiểu bang ra, thay đổi ranh giới tiểu bang là quyền của liên bang chứ không phải của tiểu bang. Cái này là dịch le chơi cho vui mà thôi. Trên đại lộ danh vọng ở Hollywood, thưa quý vị, chắc quý vị nhớ cách đây mấy ngày có một người cầm cái cuốc đập bẻ nát cái ngôi sao của Donald Trump trên đó. Sau đó thì họ làm lại và hội đồng thành phố North Hollywood vừa mới thông qua cái nghị quyết đề nghị phòng thương mại Hollywood và thành phố Los Angeles bỏ nó luôn. Bỏ ngôi sao, bởi ngôi sao để nó phiền quá. Thứ hai họ nói là ông Trump cũng là nói chuyện gái gú này, kiểu rờ mó, đó không được. Thế thì bây giờ có những người bảo trên đó cũng có ngôi sao của Bill Cosby, sao ông được bị tố cáo gái gú thì sao? Chuyện đó thế sao? Nhưng mà đêm 9 tháng 8 vừa rồi, một ai đó đã làm một cách bí mật gắn thêm khoảng mấy chục ngôi sao nữa trên cái bờ đó, trên cái đại lộ đó, tức là trên cái ngôi sao, dưới ngôi sao thiệt, chung quanh nó còn mơ nhìn y chang như nhau luôn, khoảng 40-50 cái, mà họ tốn khoảng $1,000. Một người nào đó đã bí mật làm qua đêm. Quý vị biết họ làm gì không? Họ dán, họ làm y chang, họ dán lên những viên gạch mà chống chung quanh đó.
Cho nên nếu mà không có ai gỡ ra thì nó nằm đó khoảng cỡ 10 năm. Nhưng mà tất nhiên nó có nằm lâu đó, sáng ngày hôm sau là công nhân ta dọn dẹp thấy là ta lột ra hết đó. Nhưng mà cái nhóm này họ bảo là họ chả ủng hộ ông Trump với cái ông Trump cả, nhưng mà họ thấy rằng cái chuyện mà bỏ đi cái ngôi sao đó là không được, bởi vì dầu sao đây cũng là cái nơi mà lịch sử mà ông Trump được chọn có ngôi sao đây, vì ông là một người nghệ sĩ. Bây giờ không phải chỉ vì ghét ông mà bây giờ bỏ ra đi đó, cái này cũng làm cho thành phố North Hollywood cũng như thành phố Los Angeles nhức đầu vô cùng. Bây giờ nó duy trì cái ngôi sao đó, đó thì cũng kẹt, mà bỏ ngôi sao đi thì cũng kẹt. Thì giờ cái nhóm này họ bí mật ban đêm họ ra họ dán mấy chục ngôi sao đấy, mà nếu quý vị coi hình nó y chang như thiệt, nhìn không biết cái nào thiệt cái nào giả. Thì đó là những tin đáng chú ý trong ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúng tôi xin hẹn quý vị vào chương trình kỳ tới.